Xin chào tất cả mọi người, mình là Long Chun. Cách đây khoảng 2 năm thì mình là một người có khuôn mặt khá là cân đối, nhưng thật không may vì một năm sau đó thì mình mắc phải căn bệnh u men xương hàm. Khoảng thời gian đó thì thực sự là rất kinh khủng đối với mình các bạn ạ. Và chính vì mình vô cùng sợ hãi cho nên là mình đã quyết định là phải mổ ngay mà không chuẩn bị bất cứ một điều gì trước ca mổ. Thế rồi, điều gì đến thì nó cũng phải đến. Vì không có sự chuẩn bị trước khi phẫu thuật cho nên mình đã bị nhiễm trùng và hiện tại thì mình có một vết sẹo to tướng ở trên xương hàm, một vết sẹo dài thượt ở bên chân trái và một vết sẹo y chang bên chân trái nhưng mà là ở bên chân phải. Và mình đã bị liệt nhánh bờ hàm dưới, dây thần kinh số 7 bên phải nên là mồm nó sẽ hơi méo. Và thực sự nếu mình có sự chuẩn bị kỹ càng hơn trước lần mổ đầu tiên thì có lẽ mình đã không phải mổ hai lần và nhiều sẹo chằng chịt như vậy. Chính vì vậy trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là phải chuẩn bị những điều gì cơ bản nhất trước khi chúng ta chuẩn bị một cuộc phẫu thuật nào đó nhé. Việc đầu tiên chúng ta cần lưu ý đó là chúng ta phải bỏ hoàn toàn thuốc lá trước khi phẫu thuật ít nhất là 4 tháng nha các bạn. Vì đợt mổ đầu tiên mình quá gấp gáp và mình cũng quên khai với bác sĩ luôn là mình có hút thuốc lá cho nên là đó cũng là một phần nguyên nhân mà mình bị nhiễm trùng đấy. Điều thứ hai chúng ta cần lưu ý đó là chúng ta phải chuẩn bị một sức khỏe thật là tốt trước kỳ phẫu thuật bằng cách là chúng ta có thể đi tập thể dục thường xuyên và tập với cường độ nhiều để cho chúng chúng ta khỏe hơn trước phẫu thuật 3 tháng thì chúng ta phải xem xét lại cái chế độ ăn uống của chúng ta loại bỏ hoàn toàn đường ra khỏi khẩu phần ăn và những đồ chiên rán hay dầu mỡ chúng ta bỏ hết nha các bạn quyết tâm lên. Và cuối cùng đó là chúng ta phải bổ sung những cái thực phẩm có lợi cho cơ thể. Loại thực phẩm nào ạ mà giúp chúng ta bổ máu này, tăng cường sức khỏe nhanh chóng này, bổ sung được các loại vitamin và dưỡng chất này. Nói tóm lại là những cái thực phẩm nào mà giúp chúng ta tăng cường sức khỏe. Thật may mắn khi mà sau cái ca mổ thất bại ấy thì mình biết đến chị Trang mưu Japan. Cũng là một hot TikToker đó mọi người. Chị ấy mới giới thiệu cho mình cái bổ máu Doctor Iron của Nhật bởi vì là chị ấy đã định cư ở Nhật và chị ấy nói là cái này rất tốt cho những cái người trước phẫu thuật như mình và ở Nhật thì rất là nhiều người dùng nên là mình đã tin tưởng và thử dùng ngay. Và thực sự là mình rất bất ngờ với cái hiệu quả của nó mang lại sau ca mổ thứ hai thì bây giờ mình vẫn duy trì uống đều đặn đấy các bạn và ngoài những cái công dụng như là bổ máu hay là tất cả những cái công dụng mà mình vừa nói lúc nãy ấy, thì mình còn cảm thấy là da mình đẹp hơn nữa cơ và hơn hết là nó cải thiện được cái tình trạng lạnh tay lạnh chân mỗi khi mà chuyển mùa ở việt nam mà thành phần chính của nó thì bao gồm tổ yến này mận tím này và rất nhiều vitamin và dưỡng chất khác nha ngày dùng hai lần sau khi ăn sáng và trước khi đi ngủ thế là xong và nếu được ấy, kể cả là các bạn không phải phẫu thuật thì các bạn cũng nên làm theo bốn điều mà mình vừa nói để có một sức khỏe tốt nhất nhá cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe mình hy vọng là các bạn sẽ có một sức khỏe thật tốt nha bye bye